Chị thân mến nhất tất cả các em, hiện tại thì chị đang ở Nha Trang. Đáng ra thì hôm nay chị sẽ đi tắm biển. Tuy nhiên thật là may mắn, hôm nay trời mưa cho nên chị sẽ đi tắm mưa. Hello các em. Được các em thôi, nếu mà chúng ta tắm mưa thì sẽ bị ốm, cho nên là các em thấy mưa thì không được tắm mưa nha. Bởi vì hôm nay Nha Trang rất là mưa cho nên là anh và chị Thơ sẽ quyết định là thực hiện thử thách 24 giờ ở một nơi rất là xa biệt. Đó chính là một cái căn phòng hình tổ chim, giống như một cái tổ chim vậy. Gọi là 24 giờ sống trong tổ chim. Nhưng mà trước đó thì anh và chị Thơ sẽ phải đi mua một số đồ ở trong siêu thị để chuẩn bị cho cái thử thách này. Một tin buồn đó chính là đường lên khách sạn tổ chim của anh Tiểu Thúy ở mãi tít tắp xa trên kia. Mà chỗ đoạn này thì cầu nó lại bị gãy mất tiêu rồi. Cầu đã sập. Sập rồi, cho nên là bây giờ không thể nào qua được nữa. Xe hơi thì không thể qua được, chỉ có xe máy mới có thể qua được thôi. Cho nên là bây giờ anh và chị Thơ đang chờ xe máy qua đón. Và bây giờ thì anh và chị Thơ sẽ phải đi bộ qua cái cầu tạm này để qua được bên kia sông. Hành trình này thì rất là vất vả luôn khi mà. Cẩn thận trơn nhá. Thật là một hành trình gian nan các em ạ. Ta-da. Và cuối cùng sau khi qua được cầu thì anh và chị Thơ đã phải mất thêm khoảng 15 phút nữa thì mới tới được cái địa điểm của chúng ta. Ở đây thì nó là một cái eo biển rất là đẹp luôn. Ở phía xa bên kia là biển đấy các em. Lúc này thì anh và chị Thơ đang đi tìm cái tổ chim của mình. Mỗi người sẽ được ở trong một cái tổ chim riêng biệt. À, đây là tổ họa mi. Còn tổ này là tổ bồ câu. Tổ này là tổ bồ câu. Tổ bồ câu này là nhà của chị. Chúng ta cùng vào xem. Nhìn từ bên ngoài thì chị thấy rằng ngôi nhà này giống như kiểu nhà của những người tiền sử ngày xưa, lợp bằng tranh, trông rất là cổ luôn. Còn bên trong thì lại rất là hiện đại. Wow, đẹp quá. Wow, bên trong này thì cũng khá là dễ thương đấy các em ạ. Oh, đẹp lắm luôn em ạ. Nhưng mà nhà này không có nhà vệ sinh đúng không? Nhà vệ sinh cũng đẹp, công nhận người tiền sử họ sống đã thật đấy. Chị ước gì được quay trở lại người tiền sử để lúc nào cũng phải cũng được ở trong một ngôi nhà tổ chim như thế này. Ở đây thì có một cái cửa sổ, chúng ta sẽ kéo nó như thế này cho nó sáng. Với cái cửa sổ này thì chúng ta có thể nhìn thấy biển luôn các em ạ. Nhưng mà cái góc view này thì vẫn chưa được đẹp cho lắm. Hy vọng rằng cái phòng của anh sẽ đẹp hơn. Một điều mà chị cực kỳ buồn và lo lắng đó chính là ở cái tổ chim này thì người ta không có cho mang đồ ăn vào, không phục vụ đồ ăn vào. Cho nên là trong khoảng thời gian 24 giờ ở đây thì chị sẽ không thể nào gọi người ta mang đồ ăn đến. Không biết rằng chị có cảm thấy đói hay không. Chắc chắn là đói rồi. Hay là bỏ cuộc đi. Không, thử thách này thì chỉ có một mình chị Thơ thực hiện thôi, cho nên là anh không lo lắng lắm. Tại sao vậy? Anh sẽ đi mua đồ ăn ở nhà hàng, sau đó đem đến bán cho chị Thơ nếu mà chị Thơ đói. Không, chị sẽ không đói đâu các em ạ. Chị sẽ cố gắng thực hiện được. Nhưng mà chị Thơ cũng đã có rất là nhiều đồ ban nãy chị em mua ở siêu thị rồi. Không thể nào đủ. Lúc nãy là khi mà chị mua thì chị nghĩ rằng ở trên đây có đồ ăn, nhưng mà bây giờ không có đồ ăn thì làm sao mà đủ? Phải 10 lần như vậy mới đủ. Anh còn biết là 24 giờ thì rất là buồn không? Mà buồn thì phải làm gì? Buồn thì lại phải ăn.
Lúc này thì anh và chị Thơ đang ăn trưa. Ở đây thì anh đã gọi rất là nhiều món, nhưng mà chị Thơ đã ăn hết cái món ngon nhất của anh rồi, đó chính là món mực một nắng nướng. Trong lúc anh không để ý, chị Thơ đã ăn hết rồi. Ngoài ra chúng ta còn có hàu chiên. Ở đây có một con cá biển trông khá là dễ thương. Sau khi ăn uống no nê thì chị đã trở về cái tổ chim siêu khổng lồ của mình để bắt đầu thực hiện thử thách. Tuy nhiên, trước đó thì chị sẽ mời anh Tiểu Thúi vào nhà chị tham quan một tí xíu. Do là đợt này chị nghĩ rằng ở trên đây thì có rất là nhiều nhu yếu phẩm rồi, nên là chị không mua nhiều nữa, mua được có từng này thôi các em à. Đầu tiên đó chính là sữa cun. Bình thường khi mua sữa cun thì chị sẽ mua dạng hộp cơ, nhưng mà lên trên đây thì trời khá là lạnh và mùa đông cũng sắp bắt đầu nữa. Vì vậy chị mua sữa túi để hâm nóng uống cho dễ. Khi mà chúng ta uống sữa nóng thì sẽ dễ ngủ hơn đấy các em à. Buổi sáng trời lạnh lạnh uống sữa nóng cũng ngon hơn rất là nhiều. Tiếp theo là rất là nhiều gói snack. Mì tôm, thạch và kẹo. Wow, có rất là nhiều thứ luôn. Lúc đầu thì chị cứ tưởng rằng mình mang ít, tuy nhiên sau khi lấy ra thì chị thấy rằng nó khá là nhiều các em ạ. Nào là sữa này, mì gói này, snack này, bánh kẹo linh tinh hết trơn. Và với số này thì chị nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể vượt qua thử thách không chỉ là 24 giờ đâu, mà là 48 giờ luôn. Mì gói thì chị cũng đã có sẵn một cái ấm nước ở đằng sau này rồi. Còn sữa cun muốn uống thì chị chỉ cần hâm nóng bằng cách cho vào trong lò vi sóng, thế là xong. Người ta vẫn thường nói là căng da bụng thì trùng da mắt, cho nên sau khi ăn xong tự nhiên chị cảm thấy buồn ngủ quá. Chắc là chị sẽ phải đi ngủ trưa một giấc thôi. Nhưng mà để giấc ngủ trưa được sâu hơn, lâu hơn, chị ngủ một giấc đến 7-8 giờ tối thì chị cần phải uống một ly sữa cho ấm bụng. Và ly sữa này cần phải được hâm nóng bởi vì chị đang bị viêm họng mà. Các bạn nào ở ngoài miền Bắc á, mùa đông thì cũng rất là hay lạnh và hay bị viêm họng giống như chị, thì các em nhớ nhá, đừng uống sữa lạnh mà phải hâm nóng sữa. Với túi sữa này thì hâm nóng cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần lấy cái ống hút này ra, sau đó xé cái góc này và cho vào trong lò vi sóng. Chị sẽ để ở nhiệt độ thấp vừa hoặc là vừa trong khoảng thời gian 30 giây. Khi mà cầm ra thì các em lưu ý chúng ta cầm vào cái chỗ túi khí này, không là sẽ bị bỏng nhé. Tại vì sữa bây giờ đang rất là nóng. Các em có thể cắm ống hút vào đây và uống luôn. Wow, trời ơi, trời lạnh như thế này mà được sờ bên ngoài túi sữa ấm nóng rất là thích em à. Wow, ấm quá. Ấm đã quá đi thôi các em à. Khi mà sữa đi vào bên trong cổ họng của chị thì chị cảm thấy cái họng của chị êm hơn, đỡ rát hơn và không còn muốn ho nữa, bởi vì uống sữa nóng mà. Và không hiểu sao chị cảm thấy rằng sữa nóng thì có mùi thơm hơn là sữa nguội lạnh bình thường. À, đã quá. Đúng là thơm ngon tới giọt cuối cùng mà. Hay là chị uống thêm một ly nữa ta. Không được. Chị chỉ mua 5 túi sữa thôi. Nếu mà chị quá tham lam uống một lúc 2 hoặc 3 túi thì sẽ hết mất, chị cần phải để dành. Thôi thì bây giờ chị sẽ đi sấy tóc đã, tại vì tóc của chị hơi ướt như thế này, nằm ngủ thì sẽ bị nấm đầu đấy các em à. Việc thực hiện thử thách 24 giờ lần này chị cảm thấy khó khăn hơn các lần trước, bởi vì thời tiết không hề thuận lợi kia mà. Chị đang ở trong một cái tổ chim như thế này mà trời cứ mưa mãi thôi, như vậy làm cho chị cảm thấy khá là ẩm thấp. Nhưng mà không sao, coi như đây là một chướng ngại vật đối với chị trong việc thực hiện thử thách 24 giờ. Vấn đề ẩm thấp thì sẽ được khắc phục bằng máy lạnh. Máy lạnh thì có khả năng hút độ ẩm rất là tốt luôn, chỉ cần bật lên là xong. Nhưng mà có một vấn đề hơi khó khắc phục hơn, đó chính là ở đây thì có rất là nhiều muỗi.
như các em cũng nhìn thấy ở xung quanh toàn là muỗi, toàn là cây cối thôi. Như vậy muỗi là đúng rồi. Chị đang định khắc phục vấn đề đó bằng cái chăn này đây. Chị sẽ trùm chăn và đi ngủ. Bây giờ chị đi ngủ đây. Chào tạm biệt các em nhé. Hẹn gặp lại các em vào buổi tối. Thôi trời tối rồi, dậy đi. Tối rồi à? Anh vừa nghe được một thông tin này rất là hay. Đó chính là vào buổi tối ở đây á, thường có rắn. Oh no. Thế sao lại có rắn ở đây vậy? Chị sợ rắn lắm luôn các em à. Nếu mà thấy rắn thì chị sẽ bắt nó vào làm thịt. Đồ độc ác. Đùa cái em à. Ở đây thì làm gì có rắn. Người ta mở khu du lịch ở đây thì người ta phải diệt rắn rồi chứ. Anh tiểu thứ tuần người ta sẽ không diệt rắn mà người ta đuổi rắn đi thôi. Ai ác như em, nhìn thấy con gì cũng muốn diệt, cũng muốn cho vào nồi. Trừ con sâu, chị rất là sợ con sâu luôn các em à. Nhưng mà có một điều hơi bị đáng quan ngại, đó chính là cả cái khu du lịch rộng lớn như thế này, nhưng mà ở đây chúng ta cũng có rất là nhiều tổ chim, nhưng mà chỉ có hai tổ chim là có chim ở thôi. Đó chính là tổ bồ câu của chị Thơ và tổ chim công của anh. Và các em có thể thấy là ở trên này đấy, ở trên những cái bóng đèn này thì người ta cũng đã... À không, có những chú chim về làm tổ này. Ồ, có khi nào chim nó ỉa xuống dưới đây không? À, chim giả thôi kia mà, làm sao mà nó ỉa xuống dưới đây được, làm gì nó hết hồn. Thôi chị ngủ đây, anh tiểu thúi đừng làm phiền chị nữa nha. Thôi bây giờ thì anh về phòng đây. Anh xin nhắc lại là thử thách này chỉ có một mình chị Thơ thực hiện thôi, chứ anh sẽ không thực hiện đâu. Chắc chắn là chị sẽ không bao giờ bước ra chắc chắn là chị sẽ không bao giờ bước ra khỏi cái tổ chim này rồi. Bởi vì trời thì mưa ra làm gì cho ướt đúng không em? Chính xác. Sướng hơn. Nhưng mà anh vẫn sẽ phải giữ cái trọng trách, đó chính là giám sát chị Thơ. Việc nếu mà không thì chị ấy sẽ chơi gian mất. Việc gì phải giám sát trong khi chị sẽ không ra khỏi cửa? Lêu lêu, anh có một cách rất là hay. Cách gì vậy? Đó chính là khóa cửa ngoài. Với cách này thì chị Thơ chúng ta không thể nào chơi gian được em ạ. Đó. Ta da. Em không đi ra ngoài đâu. Thôi bây giờ anh về đây, hẹn gặp lại em vào ngày mai. Anh tiểu tư tán chết. Bây giờ là 7 giờ 17 phút và lúc này thì trời cũng đã rất là tối rồi các em ạ. Tiếp theo thì anh cần phải đi ăn tối, sau đó sẽ mua đồ ăn về để bán cho chị Thơ. Wow, bên ngoài thì trời cũng tối om. Và có vẻ như là trời vẫn còn mưa. Ta-da, và đây chính là đồ ăn của anh. Anh cũng đã không quên mua cho chị Thơ một phần mực bột nắng nướng. Đây là món ăn mà chị Thơ rất là thích. Hôm nay chị đã một mình ăn hết được một phần này luôn. Và bây giờ đây anh phải ăn đã. Anh đã ăn xong và bây giờ thì chúng ta hãy cùng qua phòng của chị Thơ, qua cái tổ chim của chị Thơ. Ở đây thì anh đã mua cho chị ấy một phần đồ ăn rất là ngon. Và anh cũng sẽ bán lại chị Thơ với một mức giá phải chăng thôi. Một mức giá rất là dễ chịu. Ta-da, và đây chính là... Tại sao? Tại sao em lại mở được cửa? Ai nhà có khách. Lúc nãy á, em thấy có người đi ngang qua, em đập cái em bảo cứu tao với, cứu tao với, cứu tao với. Khan cả cổ đây nè. Anh không nghe thấy em khan cổ là... Thế là người ta mở cho em à? Mở chứ, anh tiểu thú chơi như thế này là rất ác. Các em không được chơi như anh tiểu thúi nhá. Bởi vì nhốt người từ bên ngoài như thế rất nguy hiểm. Nhỡ đâu bên đây xảy ra hỏa hoạn thì chị không chạy được phải làm sao? Chả lẽ chị chui cửa sổ à? Như vậy không được đâu nha anh tiểu thúi. Lần sau anh đừng chơi như vậy nha. Chơi như vậy em chơi với anh nữa đâu á. Ok. Nhưng mà cửa mở nãy giờ em có đi ra ngoài không đấy? Cửa mở không có nghĩa là em đi ra ngoài. Ở trong đây sướng muốn chết. Có bao nhiêu đồ ăn đi ra ngoài làm gì? Thế đã ăn hết chưa? Chưa, mới ăn được cái này. Vậy uống sữa hả? Eo ơi, ăn nhiều thế. Thế đã đói bụng chưa? Nhưng mà ăn vậy chắc là không đói đâu đúng không? Đói chứ sao? Cảm ơn nha. Thấy? Không, từ, khoan. Cái này không phải anh mua không cho em. Như hôm nay đã nói thì anh sẽ mua giúp em. Đấy, cái phần này thì anh đã mua ở cửa hàng với giá là 1 triệu. Cái gì ạ? Đây là mực bột nắng nướng. Ê, em không có ăn mực bột nắng nướng. Mà mực bột nắng thì mà 1 triệu. Em không mua. Sao bây giờ mua? Bán rẻ 50.000 em mua.
Không. 1 triệu. Không thì anh ăn đi, anh ăn 1 triệu đi. Bây giờ bán cho em 50 nghìn anh đỡ lỗ không? Không thì lỗ mất 50 nghìn. Không thôi, anh không, không bán. Không thôi, giữ ăn đi. Giữ mà ăn. 100 ngàn. Nhìn về mặt thèm thuồng của chị Thơ kìa. Anh biết đây là món mà chị Thơ thích nhất trong cái menu của cửa hàng mà. 100 ngàn. Không được. 50 ngàn một miếng. Ít ra ấy thì nếu mà giảm ấy. 50 ngàn một miếng hả? Ừ. Để xem ở đây có bao nhiêu miếng đã. Rồi ở đây đếm sơ sơ thì chúng ta có 20 miếng. 5 nhân 20 là 1 triệu. Đúng tròn 1 triệu luôn, đưa đây. Để đếm thử coi. Đếm thử coi được bao nhiêu miếng. 1 2 3 5 rồi, 6 rồi, 7 rồi. Đấy, đúng 20 miếng luôn. Thơ mất nét này. Thơ chơi gian này. Ngon không? Ngon, đỡ thèm mà, không mua nữa. Đưa 50 nghìn đấy. Không mua nữa. Cái này người ta gọi là ăn cắp đấy. Cũng được. Không phải ăn cắp mà là ăn cướp đấy. Cũng được. Cái đồ ăn cướp. Làm gì có tiền mà mua. Không phải có tiền. Bán thiếu không? Thế bây giờ ăn một miếng không búng tay phát. Cũng được. Không. Ăn miếng tan phát. Cũng được. Ghê vậy. Thôi không cho ăn đâu. Ăn một miếng đấm một phát cũng được. Không. Thì mà đấm đi. Đấm đi mà. Đưa thêm một miếng. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Đưa thêm một miếng. Cho thêm một miếng này. Tội nghiệp ghê. Sao không lấy tương ớt? Ăn không như thế là ngọt lắm rồi. Thực sự là cái mực này rất ngọt. Ngon không? Ra chân lên. Lần này là không. Lần này không phải là lấy chân đạp vào mặt nữa. Mà sẽ là ngửi chân. Rồi ngửi đi. Thơm quá, thơm như mùi. Không không, ngửi vậy qua loa quá, ngửi lại. Nhục quá. Nhục quá, bây giờ tắt máy quay đi rồi ngửi. Ngửi lại. Tắt máy quay đi rồi ngửi. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Không, tắt máy quay đi em ngửi đi. Thôi cho thêm miếng nữa này. Động viên. Ăn miếng nữa. Một cái tua. Rồi tiếp theo, bây giờ là ngửi giấm nha. Ngửi giấm không cho hết hộp này. Không em. Không thèm à. Các em không tưởng tượng đâu. Chị Thương nguyện mến cho tất cả các em. Sau một đêm dài thì cuối cùng chị cũng đã ngủ dậy. Giấc ngủ ở rừng núi này thật là ngon luôn nghe mà. Không khí thì trong lành. Và như các em cũng đã biết thì ở đây không chỉ có núi mà còn có cả biển nữa. Và chị thường nghe nói rằng mặt trời thì hay mọc ở biển. Cho nên là chị sẽ đặt máy quay ở đây để coi mặt trời mọc nhá. Em có thấy biển xa xa kia không? Tí nữa mặt trời sẽ nhú lên. Các em ơi, hiện tại bây giờ đã là 6 giờ hơn rồi. Chị đã đợi ở đây khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà mặt trời vẫn không mọc. Chị thấy rằng khung cảnh ở bên ngoài đã rất là sáng rồi. Tại sao mặt trời không mọc thế nhỉ? Có thể là hôm nay do trời âm u nên là chị không thấy mặt trời mọc thôi. Đã vậy thì thôi, chị đi ngủ một giấc nữa cho nó xong. Mắt còn ngồi chờ đợi có khi mà. Sau khi ngủ dậy và đánh răng rửa mặt thì chị đã thấy rằng hơi đói bụng một tí xíu rồi. Và chị sẽ hâm lại sữa cũng như là cháo để ăn. Như các em cũng thấy giọng của chị hơi khàn khàn cho nên là chị không thể nào uống sữa lạnh được, như vậy sẽ lại ho thêm. Nên là buộc chị phải hâm lại sữa nóng. Việc hâm sữa thì cũng rất là đơn giản cho nên là chị không quay cho các em cùng xem nữa. Thì ở Thúi thì chắc là bây giờ vẫn còn đang ngủ đấy các em à. Nhưng không vì thế mà chị sẽ chơi gian. Hôm nay thì chị quyết tâm thực hiện cho bằng được thử thách 24 giờ. Mấy lần trước thì toàn là thất bại thôi. Lần này thì chị sẽ quyết tâm ngược. Ở đây thì vừa có núi rừng này, vừa có biển. Buổi sáng thức dậy thì chị cảm thấy rất là trong lành luôn. Tuy nhiên, chị cũng hơi sợ hãi ở ban đêm một tí xíu. Chị không chỉ sợ con này con kia, mà chị còn sợ ma nữa. Đêm qua, đúng là chị ngủ cảm thấy hơi lo lắng.
Hồi nhỏ thì lúc mà đêm hôm qua khi mà nằm ngủ ngước mặt lên trần nhà thì chị vẫn chị nhớ hồi nhỏ của chị á, thì chị đã từng làm những cơ nhà nhỏ nhỏ bằng lá ở dưới một gốc cây, và chị thấy rằng đấy là một doanh trại riêng của mình, một căn cứ địa riêng của mình, không cho phép ai vào hết. Và bây giờ chị đã có rồi đấy. Tuy nhiên căn nhà này thì nghe nói là anh Điệu Thúy đã thuê với giá là 900.000, khá là mắc em ạ. À, giữ được rồi này. Ô, nóng hổi. Chị uống sữa, sau đó pha cháo và ăn. À, ngon quá. Sữa ấm như lúc nào cũng thơm ngon, giữ lạnh hết. Uống sữa ấm xong thì các em có nghe thấy giọng của chị trở nên thanh hơn không? Đó, bây giờ thì nó đã thanh hơn rồi. Khi mà chúng ta bị đau họng thì chúng ta nên uống nước ấm này, sữa ấm này. Đó, chỉ cần uống một tí xíu thôi là giọng của chị đã tốt hơn rồi đấy. Cái này thì không chỉ có cách là cho vào trong lò vi sóng để làm ấm đâu. Chúng ta có thể đun nước ấm, sau đó thả cái này vào bên trong thì nó cũng ấm được đấy. Cái túi này thì rất là tiện. Và khi cầm ra các em nhớ là chúng ta phải cầm ở chỗ này này, không thì nó sẽ rất là nóng. Bây giờ thì chị nghĩ rằng mình sẽ gỡ cái mái tóc này ra, bởi vì khi tết quá nhiều sợi và để rất là lâu thì chị sợ rằng mình sẽ rụng tóc. Đó, cách gỡ ra thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần tháo cái mối nối đằng dưới này, sau đó gỡ ra như kiểu tóc thôi. Và thời gian gỡ rất là lâu, có khi là sau khi gỡ xong mái tóc này chị cũng thực kết thúc thử thách 24 giờ được rồi. Hơn 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua mà tóc của chị thì vẫn chưa gỡ xong. Chị đã mỏi hết cả cổ rồi khi mà không biết bao giờ mới xong. Những cái sau này rất là lâu luôn khi mà, bởi vì chị không thể nào nhìn thấy. Không biết bây giờ tóc của chị có đẹp không đây. Mình thấy mái tóc quăn xù như thế này thì có đẹp không? Nếu mà bạn nào muốn uốn tóc á thì chúng ta không có cần phải đi ra tiệm gì, các em chỉ cần biện tóc qua một đêm, sáng sau các em mở ra, như vậy là đã có một mái tóc uốn siêu đẹp như chị rồi này. Các em thân yêu, và sau khoảng 4 giờ gỡ tóc thì cuối cùng chị cũng đã gỡ xong. Mừng quá các em à. Bây giờ thì chị đang cảm thấy rất là đói bụng, và đây là số giây mà chị đã gỡ được. Ta-da! Bốn giờ gỡ tóc đúng là một khoảng thời gian cực hình với chị trong thử thách 24 giờ ngày hôm nay. Chân của chị thì bây giờ đang rất là tê luôn, bởi vì không còn cảm giác gì nữa. Đập như thế này cũng không còn cảm giác gì luôn nghe mà. Đợt này thì chị mang khá là ít đồ ăn. Như các em cũng đã thấy ở đây thì chị có snack, bánh kẹo. Chị cũng đã ăn một vài gói thạch này, marshmallow này, bánh. Nhưng mà số lượng đồ ăn của đợt này của chị thì chị đã ăn ít hơn rất là nhiều, bởi vì chị đã uống sữa nóng và ăn cháo. Đúng thật là khi mà chúng ta ăn các thức ăn mà có nhiều dinh dưỡng thì sẽ cảm thấy đỡ đói hơn. Tiếp theo thì chị sẽ ăn thêm một gói snack này đi.
À, một gói snack trong biển và một gói snack trứng muối, uống thêm một hộp sữa nóng nữa. Như thế là thử thách 24 giờ của chị đã kết thúc. Không biết là anh tiểu thú bây giờ thì đang ăn ngon mặc đẹp và khi nào thì sẽ quay lại với chị đây. Anh ấy có nghĩ chị chơi gian hay không nữa chứ. Tục uống thêm một hộp sữa nóng nữa để cho khỏi ho. Khi mà khỏi ho thì mình mới có thể uống sữa lạnh được. Mùa đông lạnh thì chị khuyến khích các em nên uống sữa nóng nhé. Trong khi chờ đợi sữa nóng thì chị sẽ ăn snack trứng muối. Wow, đây là da cá và trứng muối đấy các em ạ. Loại này thì khá là đắt luôn và rất là nổi tiếng ở bên Singapore. Nhưng mà loại này như là của Hàn Quốc. Ăn rất là giòn luôn. Ngon quá. Trứng muối thì ướp đầy ở bên ngoài da cá. Da cá thì giòn tan luôn. Nhà chất thật sóc của chúng ta cũng có bán bánh da cá này đấy các em ạ. Bởi vì rất là thích ăn nên chị đã lấy về bán. Da cá ở đứng sóc của chúng ta thì ngon hơn loại da cá là bởi vì đó, sữa nóng hơn, bởi vì nó có nhiều trứng muối hơn. Wow, nóng quá đi thôi, nóng quá đi thôi. Làm sữa túi của Kun thì có rất là nhiều loại luôn, là dâu này, nho này, sô cô la này, rồi là sữa dinh dưỡng này. Cho nên là các em nên mua các loại sữa xen kẽ với nhau để uống cho đỡ ngán. À, ngon quá. Và bây giờ chính là 12 giờ 59 phút. Chỉ còn vài giây nữa thôi là chị Thơ của chúng ta sẽ hoàn thành thử thách 24 giờ sống trong nhà tổ chim. Đây là lần thứ 2 thì phải, lần thứ 2 chị Thơ hoàn thành thử thách sau gần 10 lần thực hiện thử thách 24 giờ. Đúng là một con số rất là khiêm tốn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đếm ngược. Chỉ còn 10 giây nữa thôi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xin chúc mừng chị Thơ. Ta-da! Bây giờ vẫn là 12 giờ 59 và chị ấy lại thất bại trong cái thử thách này rồi. Thua rồi nhá, lại thua nữa rồi nhá. Không phải, lần này là chị thắng nhưng mà tiểu thú chơi gian. Gian thì mà gian. Tiểu thú đã đếm sai. Ai bảo tin người quá. Tin người thì mà tin đây, người. Bây giờ mới là 1 giờ này. Anh tiểu thú đứng với vai trò là một vị giám khảo mà lại cư xử như vậy là giám khảo không công tâm. Giám khảo thì cần gì phải công tâm. Tại sao giám khảo không phải công tâm? Tất cả phải chơi công bằng nhớ. Giám khảo công bằng thì lần nào em chả chiến thắng. Nói chung là thử thách lần này chị cũng là người chiến thắng. Chị sẽ ở đây thêm 24 giờ nữa. Video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các em thích này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại em đâu sau.